Em xin kính chào toàn thể các anh. Hôm nay thì em làm cái video này để mà giới thiệu với các anh cái chiếc bật lửa Zoro hàng mới về bên em. Đấy, và cũng như là làm một cái thí nghiệm nho nhỏ về cái dòng bật lửa này. Ở trên này thì nó được ốp hình bông hoa này và một cái màu là màu hồng ánh kim rất là đẹp. Và cái thí nghiệm lần này thì em sẽ thử ngâm cái chiếc bật lửa này trong cái nước nóng để xem là cái màu này nó có bị chóc lai, nó có bị phai màu không. Đó anh nhá, cho dù video này mà nó có không lên lửa hoặc là nó bị chóc sơn ấy thì em vẫn sẽ đăng lên trên để cho các anh xem. Đấy, bởi vì cái chất lượng như nào thì em sẽ đăng cái video chất lượng như vậy. Đó. Đây, lần lửa đang lên rất là ok này. Và em sẽ nhúng nó vào một cái ly nước. Sau đó thì em sẽ đổ nước nóng vào nhá. Đấy. Sẽ đổ nước nóng vào mới hạn xong. Đấy. Em xin nhắc lại là nếu video này mà cái bật lửa này nó mà không lên lửa được nữa hoặc là nó bị phai màu, bong chóc sơn ấy thì em vẫn sẽ đăng video lên cho các anh xem nhé. Đấy, nước nó đang rất là nóng này. Đây, nước nóng đang hà hơi lên. Rất là nóng. Đấy thì theo quán tính của đồng thì khi mà gặp nóng thì nó sẽ nở ra, thì cái nắp nó đang nở ra này. Nắp nó đang nở ra, nước này nước nóng nên là nó mới có thể bị nước xâm nhập vào bên trong nhé. Còn nước lạnh thì chúng ta ngâm nước vô tư, cam đoan là thế. Đấy, rồi em sẽ lấy cái chiếc bật lửa này ra cho anh xem này, vì nó hơi nóng nên là em phải dùng cái kéo, nóng lắm. Đấy, rất là nóng. Đây, nước nóng này đang bốc hơi. Bây giờ em sẽ dùng một cái khăn em lau sơ qua nhé, lau thử lau mạnh xem nó bị bong sơn không này. Rất là nóng. Đấy, không hề bị bong sơn nhé. Đây, đó, sơn xiếc các thứ vẫn rất là ok này. Đây, anh nhìn này, không bị sao hết. Bật lửa đang rất là nóng này. Đấy, không vấn đề gì, không hề hấn gì. Ok, giờ mở ra, nhìn nó vào nước như vậy nhưng bên trong vẫn là đang rất là khô nhé. Nhìn nó giãn ra, nhìn nó có sủi bong bóng nhưng bên trong vẫn rất là khô. Nước này nước nóng này. Đấy, và cái này nó vẫn đang rất là nóng. Và giá để sở hữu chiếc bật lửa này chỉ có là 350.000 thôi. Đấy, 350.000. Các anh ở đâu trên Việt Nam thì em vẫn sẽ miễn phí ship cho các anh và tặng kèm thêm cho các anh là một phỉ đá, một sợi bấc nhé. Này, màu này, không vấn đề gì nhé. Đấy. Ok chưa các anh? Rất đẹp.